Việt Nam được bình chọn là nơi an toàn cho du khách nữ, thoải mái ăn chơi chẳng sợ điều gì. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Grab Việt Nam. Nhắc đến Việt Nam thì nhất định phải tự hào mà khoe rằng đất nước chúng ta được rất nhiều bạn bè năm châu khen ngợi và dành cho một tình cảm hết sức đặc biệt. Với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, sự thân thiện, nhiệt tình của người dân và nền ẩm thực đa dạng cũng như rất đặc trưng, Việt Nam đã trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn và được ưa chuộng trên toàn thế giới. Một minh chứng rõ ràng nhất khi mới đây, Tripzilla, chuyên trang du lịch trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, đã đưa gợi ý 5 điểm đến an toàn nhất khu vực dành cho nữ đi du lịch một mình. Và không có gì bất ngờ khi thủ đô Hà Nội, đại diện duy nhất của Việt Nam, nằm trong danh sách được nêu ra. Tạp chí du lịch Tripzilla nhận định, ngày nay việc đi lại trở nên dễ dàng hơn, nhưng trên thực tế, thế giới vẫn là nơi đầy rẫy nguy hiểm với phụ nữ, nhất là với những cô gái lựa chọn đi du lịch một mình. Đặc biệt với sự gia tăng bài Á, hay tên đầy đủ hơn là bài xích châu Á trong những năm gần đây, phụ nữ châu Á đi du lịch một mình lại càng có nguy cơ bị chế giễu, thu hút nhiều sự chú ý tiêu cực của người địa phương và dẫn đến việc gặp phải nhiều rủi ro. Do đó, các điểm đến nằm trong danh sách phải được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Nhận được nhiều đánh giá an toàn từ khách du lịch, tỷ lệ tội phạm và số lần khách gặp bạo lực thấp, người dân địa phương thân thiện. Và sau nhiều lượt đánh giá, Hà Nội chính thức góp mặt trong bảng xếp hạng vinh dự này. Thủ đô được nhận xét là một nơi an toàn cho du khách, tỷ lệ tội phạm, bạo lực với khách du lịch rất hiếm và hầu hết người dân địa phương đều tốt bụng, nhiệt tình và cởi mở. Trải nghiệm du lịch tại Hà Nội là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời cho những người yêu thích văn hóa và ẩm thực. Bạn có thể khám phá những khu phố cổ cùng với những ngôi nhà cổ truyền, thưởng thức những món ăn đặc trưng và tham gia các hoạt động giải trí độc đáo. Hà Nội cũng là nơi bạn cảm nhận được sự độc đáo và sự phong phú của văn hóa Việt Nam thông qua các di tích lịch sử và các bảo tàng. Trải nghiệm du lịch tại Hà Nội không thể thiếu được việc thưởng thức ẩm thực. Bạn có thể dạo phố và thưởng thức những món ăn đặc trưng như phở, bún chả, bánh cuốn. Hay chỉ đơn giản là ngồi nhâm nhi một ly nâu đá và ngắm nhìn phố phường mặc cho sự nhộn nhịp và hối hả. Hà Nội vẫn mang trong mình một nốt nhạc trầm lắng, êm dịu và rất nên thơ. Hà Nội cũng được đánh giá là điểm đến mà du khách không cần quá lo lắng về chi phí nếu đi du lịch một mình. Thêm nữa, với hệ thống an ninh tốt và sự quan tâm của chính quyền đối với vấn đề an ninh, du khách có thể yên tâm du lịch tại Hà Nội mà không cần quá lo lắng. Bạn có thể tưởng tượng xem, bất kể một anh Grab, một anh bán rau, một chú xe ôm hay một người công nhân mà bạn tình cờ gặp trên đường đều có thể là những anh trai tất danh đang ngụy trang để bảo vệ bình yên cho người dân. Khi bảng xếp hạng này được công bố rộng rãi cho cộng đồng, có rất nhiều du khách nước ngoài từng có cơ hội đến du lịch tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng cũng không ngần ngại chia sẻ những cảm nhận vô cùng tích cực về trải nghiệm của bản thân tại thủ đô. Hãy cùng xem họ nói gì nha! Cách đây 5 năm, tôi từng đi du lịch một mình đến Hà Nội và tôi thật sự bị choáng ngợp bởi thành phố này. Đầu tiên là choáng ngợp bởi sự đa dạng và phong phú của văn hóa tại Hà Nội. Từ các di tích lịch sử, bảo tàng cho đến các hoạt động giải trí từ truyền thống đến hiện đại, mà điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là sự nhiệt tình của người dân tại nơi đây. Người dân địa phương rất thân thiện giúp đỡ tôi trong việc tìm đường, họ thậm chí còn chỉ cho tôi những quán ăn ngon mà lại rất rẻ. Đến Hà Nội thì bạn nhất định phải ăn bún chả. Thật sự là đỉnh không gì bàn cãi. À, còn có thêm phở và bún đậu, ăn cũng rất ngon. Tôi nhớ mãi câu chuyện về một nhóm bạn trẻ Hà Nội đã từng giúp đỡ tôi. Tôi đi du lịch đến Hà Nội cùng bạn, nhưng chẳng may chúng tôi bị lạc đường. Điện thoại thì bỏ quên ở khách sạn, chúng tôi cũng không thể nhớ nổi tên khách sạn mà mình ở. Khi thấy chúng tôi đang hoang mang, các bạn ấy đã chủ động hỏi thăm và đề nghị giúp đỡ chúng tôi. Sự tốt bụng của người Việt Nam làm tôi vô cùng bất ngờ. Nghe những chia sẻ từ các du khách từng đến thăm Hà Nội thì có thể dễ dàng nhận thấy, ngoài việc họ cảm thấy an toàn, thì trong tổng thể, sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa đa dạng, ẩm thực đặc trưng và môi trường du lịch phát triển lành mạnh đã khiến cho Hà Nội trở thành một điểm đến du lịch được ưa chuộng trên toàn thế giới. Trên đây là nội dung chính mà tụi mình muốn gửi đến bạn ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like video và nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ Grab Việt Nam nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung thú vị tiếp theo.